Xin chào tất cả các bạn nhỏ của Thiếu Nhi Trong Sáng. Rất vui vì hôm nay được gặp lại các bạn. Và các bạn ơi, hôm nay có một bạn nhỏ sẽ cùng học câu kinh thánh với mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bạn ấy giới thiệu về mình nào. Xin chào các bạn, mình là Hiên Khôi. Hôm nay mình 7 tuổi. Mình học lớp 2. Mình học chung kinh thánh với các bạn nha. Rồi, cho bạn Khôi mình một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Trước tiên thì chị xin mời tất cả các bạn cùng mở quyển 101 câu chuyện được yêu thích trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ cùng học bài 61. Xin mời tất cả các bạn cùng mở bài 61. Và chúng ta sẽ học câu Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Các bạn sẵn sàng chưa? Cùng đọc câu Kinh Thánh với chị và bạn Kho nha. Chúng ta cùng đọc thật là chậm với nhau. Hai lần. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Chúng ta lặp lại một lần nữa. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Bạn Thôi đọc tốt lắm. Còn các bạn, chúng ta nhớ câu kinh thánh học chưa nè? Đọc lại với chị thêm một lần nữa. Thật là chậm, chậm nhất, để chúng ta cùng nhớ câu kinh thánh. Và sau đó chị sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn những động tác nhỏ để chúng ta dễ ghi nhớ câu kinh thánh này hơn nha. Chúng ta cùng đọc lại thật chậm nào. Bạn Kho đọc chậm chút xíu nữa. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Rất tốt. Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn nhỏ cùng nhìn về hướng của chị và bạn Khôi để chúng ta cùng làm những động tác thật là ngắn. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Chúng ta làm lại một lần nữa nha. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Rất dễ đúng không? Rất ngắn đúng không các bạn? Còn bây giờ chị sẽ đọc câu kinh thánh và các bạn sẽ làm động tác câu kinh thánh này nha. Xin mời bạn Khôi cùng đọc câu kinh thánh này thật là lớn. Chị sẽ cùng làm câu kinh thánh với tất cả các bạn nhỏ luôn. Xin mời bạn Khôi đọc câu kinh thánh. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Rồi, các bạn nhớ chưa? Bây giờ chị và bạn Khôi sẽ đọc câu kinh thánh và mời tất cả các bạn nhỏ sẽ làm động tác câu kinh thánh này nha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5 phần A. Các bạn đã làm được rồi đúng không? Câu kinh thánh của chúng ta hôm nay tương đối là ngắn gọn. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta.
một con trai được ban cho chúng ta là ai? À, các bạn biết không? À, đó là Chúa Giêsu. À, chúng ta đang ở tháng 8. Còn tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là bước vào mùa Giáng sinh, nhắc nhở cho chúng ta nhớ đây là mùa yêu thương, mùa của tình yêu, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tất cả nhân loại, trong đó có chị nè, có bạn Khôi nè và có tất cả các bạn nè. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tất cả chúng ta, cho nên Ngài đã ban con một của Ngài, đó là Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta nhớ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tất cả chúng ta, và Chúa Giêsu là món quà vô giá, món quà tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta, đúng không các em? Và sắp tới Giáng sinh rồi, và chị cũng mong tất cả các bạn nhỏ. Xin chào các bạn thiếu nhi, rất vui được trở lại cùng học Kinh Thánh với các bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng học câu chuyện Kinh Thánh bài số 61. Chúa Giêsu được hạ sinh nơi Bethlehem, không có phòng trong quán trọ. Được chép trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho tới câu 25 và Luca đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu 7. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử sắp sửa xảy ra. Các bạn thiếu nhi có biết đó là gì không? Đó chính là Chúa Giêsu sẽ được sinh ra bởi trinh nữ Mary. Ngài sẽ được gọi là con trai của Đấng Tối Cao. Trước khi Chúa Giêsu được sinh ra, Mary đã đến thăm người chị họ của cô là Elizabeth. Cô đã ở đó 3 tháng trước khi quay về nhà mình ở Nazareth. Nơi đó Joseph đang háo hức mong đợi ngày cưới của họ. Khi Mary nói rằng cô đang mang thai, Joseph đã bị đau buồn và thất vọng vô cùng. Ông nghĩ Mary đã không chung thủy với ông. Mary kể cho Joseph nghe về sự thăm viếng của thiên sứ, nhưng ông vẫn nghi ngờ. Ông Joseph trong lòng đã suy nghĩ, có thật là cô ấy đã gặp thiên sứ không? Có thật là con trẻ này là con của Đức Chúa Trời không? Điều Mary kể cho mình nghe đúng là sự thật không? Ông Joseph quyết định từ hôn Mary một cách yên lặng. Ông không muốn cho Mary phải chịu xấu hổ và sự khinh dễ của người ta. Nhưng Đức Chúa Trời hiểu rõ suy nghĩ của ông. Ngay đêm hôm ấy, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến với Joseph qua một giấc mơ. Thiên sứ nói, đừng quá buồn bã như thế. Con trẻ trong lòng Mary là bởi quyền phép của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Ngài. Ngươi sẽ đặt tên cho con trẻ đó là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi tội lỗi. Joseph cảm thấy nhẹ nhàng biết bao khi nghe được sứ điệp này. Ông vui mừng, lập tức rước Mary về nhà như vợ của mình. Kế đến thông báo từ đế quốc La Mã, nói rằng mọi người đều phải đóng thuế, mọi người đều phải về quê hương của mình để đăng ký tên vào sổ. Ông Joseph phải quay về Bethlehem. Ông đưa Mary cùng đi trong một hành trình 4 ngày mệt mỏi để đến Bethlehem. Khi họ đến nơi, Mary mong muốn có một chiếc giường êm ấm. Nhưng than ôi, nhà quán ở tại Bethlehem đã đầy khách trọ. Vì thế họ phải trú tạm trong một chuồng nuôi súc vật. Tại nơi đây cô đã sinh con ra. Ông Joseph và bà Mary nhìn chăm chú vào con trẻ và hết sức vui mừng. Đây là đấng Messiah đã được hứa từ trước. Joseph nói, chúng ta hãy đặt tên con trẻ là Giêsu, giống như thiên sứ đã bảo tôi. Ngài chính là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến để giải cứu chúng ta. Mary quấn em bé Giêsu trong một tấm khăn vải dài, rồi Joseph đặt con trẻ vào trong máng cỏ. Các bạn ơi, với câu chuyện ngày hôm nay,
chúng ta đã biết được Chúa Giêsu giáng sinh như thế nào và vì sao Ngài phải xuống thế gian làm người. Có nhiều điều như bài học thú vị ở đằng sau. Các bạn hãy cùng chờ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn. Câu chuyện số 61. Chúa Giêsu được hạ sinh nơi Bethlehem. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại câu chuyện bằng những câu hỏi trắc nghiệm nhé. Câu chuyện 61. Chúa Giêsu được hạ sinh nơi Bethlehem. Câu gốc vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Câu hỏi 61.1. Đức Chúa Trời sai thiên sứ bảo Joseph đặt tên cho con trẻ là gì? A. Josue. B. Jethro. C. Giêsu. Câu hỏi 61.2. Chúa Giêsu được sinh ra ở thành phố nào? A. Jerusalem. B. Bethlehem. C. Nazareth. Câu hỏi 61.3. Joseph đã đặt Chúa Giêsu nằm ở đâu? A. Trong máng cỏ. B. Trong chiếc nôi. C. Trong phòng ngủ. Câu hỏi 61.4. Chúa Giêsu đã theo ba mẹ đến đền thờ. Ngày nay em có vui mừng khi đi đến nhà thờ không? Ở nhà thờ em học được điều gì về Chúa Giêsu? Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Đức Chúa Trời đấng toàn năng, Chúa biết hết mọi sự. Cảm tạ Chúa cho con biết Chúa. Xin cho con ngay từ khi thơ ấu biết tìm kiếm Chúa qua lời Ngài, để con tôn thờ và hầu việc Chúa thôi. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong câu chuyện tiếp theo nhé.